Hello, xin chào các bạn. Nhưng hôm nay là một ngày trời mưa, tự nhiên thèm ốc nên là lên trên mạng order nè. Thì chỗ này mình cũng từng mua một lần rồi, tại ăn cũng được, với lại là giá nó cũng ổn và hay có khuyến mãi. Cộng thêm cái chương trình khuyến mãi trên app nữa thì tính ra mỗi món có tầm 30.000 thôi mà free ship luôn. Vì món mình yêu thích nhất ở cái quán này là nghêu hấp thái với lại là mì xào ốc móng tay. Nói chung rất là nhiều, một phần mì xào là ăn có thể được 3 người. Hôm nay mình đổi món lấy càng ghẹ rang muối với lại một ốc chiên quên tên. Nhưng mà cuối video mình có cái bill đó cho mấy bạn xem chi tiết. Nói chung họ xào thì bỏ hơi nhiều muối, mình chỉ ăn cái ốc bên trong thôi chứ không có ăn ngậm cái muối ngoài, sợ nó mạnh quá đó. Muối pha của họ cũng rất là ngon. Nghêu hấp thái thì cay nha, ai không ăn cay thì mình có thể chọn cái nghêu bình thường thôi. Hy vọng là recommend này tốt.